Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ bật cái huy hiệu fan cứng ở trên tài khoản Facebook của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn có thể hiểu là huy hiệu fan cứng là gì thì mình sẽ mở ứng dụng Facebook lên. Và trong ứng dụng Facebook này thì mình sẽ tìm kiếm một cái tài khoản Facebook rất nổi tiếng, đó là Huy Quần Hoa. Mình sẽ vào cái trang Facebook cá nhân của anh này. Và ở trong trang Facebook cá nhân của anh này thì mình sẽ truy cập vào một cái bài viết bất kỳ mà anh này đã chia sẻ và cũng như là đăng tải ở trên trang Facebook cá nhân của anh ấy. Thì mình sẽ kéo lên. Ở trong cái mục bình luận này thì mình sẽ thấy có những cái tài khoản bình luận mà nó sẽ có cái logo kim cương và nó sẽ gắn cái chữ là fan cứng ở đây. Thì đây chính là cái phần huy hiệu fan cứng. Khi mà các bạn có một cái tài khoản Facebook và có nhiều người hâm mộ, nhiều người theo dõi thì các bạn có thể là mở cái phần huy hiệu fan cứng này để cho những cái tài khoản Facebook mà hâm mộ cũng như là theo dõi thường xuyên bình luận thì sẽ được ghi nhận công lao và nó sẽ có cái logo là huy hiệu fan cứng. Nó cũng tương tự như là những cái bạn mà xây dựng những cái kênh YouTube mà có những cái phần người hâm mộ đăng ký cũng như là theo dõi kênh thường xuyên thì sẽ có một cái phần đó là hội viên để có thể là ghi nhận công lao của những cái người này. Thì đó chính là cái phần huy hiệu fan cứng. Và để bật được cái huy hiệu fan cứng ở cho tài khoản trong Facebook cá nhân của các bạn thì chúng ta sẽ làm những cái bước như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook của trên điện thoại của các bạn lên và chọn là phần tài khoản trang Facebook cá nhân. Các bạn chọn vào đây. Tiếp theo thì trong phần tài khoản trang Facebook cá nhân này, các bạn cần phải chuyển từ chế độ trang Facebook cá nhân sang chế độ chuyên nghiệp thì các bạn mới có thể là bật được huy hiệu fan cứng bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào phần ba dấu chấm. Các bạn sẽ chọn cái phần đó là bật chế độ chuyên nghiệp và các bạn bật cái chế độ này lên. Sau khi mà các bạn đã bật được chế độ chuyên nghiệp rồi thì các bạn có thể là quay trở lại ứng dụng Facebook. Ở trong cái giao diện này, các bạn có thể là bấm vào phần ba dấu chấm ở đây và các bạn có thể là chọn cho mình một cái phần đó là quản lý huy hiệu. Thì trong cái phần là quản lý huy hiệu này thì nó sẽ có cái phần đó là huy hiệu bật cho những loại huy hiệu này đặt ở chế độ công khai và hiển thị với cộng đồng của tôi. Thì nó sẽ có hai mục đó là fan cứng và fan đăng lên. Các bạn có thể bật hai cái phần này lên. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể là vào cái phần đó là xem bảng điều khiển. Và các bạn kéo lên. Nó sẽ có cái mục là công cụ. Trong cái phần công cụ này thì các bạn vào cái phần đó là hoạt động tương tác của fan thì nó cũng sẽ có cái mục là huy hiệu fan cứng để các bạn bật lên. Thì như vậy thì khi mà các bạn bật cái phần huy hiệu fan cứng này lên thì những cái tài khoản Facebook mà hâm mộ như là thường xuyên theo dõi và bình luận đóng góp ở trên cái kênh của bạn sẽ được vinh danh và cũng như là có cái logo kim cương và có cái chữ là fan cứng mỗi khi mà các bạn bình luận ở trên cái bài viết mà các bạn chia sẻ ở trên trang Facebook cá nhân của các bạn. Và như vậy trên đây chính là cái cách để các bạn có thể là bật được huy hiệu fan cứng cho tài khoản trang Facebook cá nhân.